Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 3 ngày mùng 4 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi đến nhiều mây đêm không mưa, ngày nắng, gió tây đến tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 23 đến 31 độ, độ ẩm trung bình 79 đến 85%. Khu vực miền núi phía Tây đêm nhiều mây không mưa, sáng có sương mù nhẹ vài nơi, ngày giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ 22 đến 31 độ, độ ẩm trung bình 82 đến 87%. Khu vực thành phố Hà Tĩnh, mây thay đổi đến ít mây đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ 23 đến 30 độ, độ ẩm trung bình 79 đến 83%. Khu vực thị xã Kỳ Anh, đêm nhiều mây không mưa, ngày giảm mây trời nắng, gió tây đến tây bắc cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ 25 đến 30 độ, độ ẩm trung bình 82 đến 85%. Thời tiết khu vực Hà Tĩnh đêm mùng 4 ngày mùng 5 tháng 11, mây thay đổi đến ít mây đêm không mưa, sáng có sương mù nhẹ vài nơi ngày nắng, gió tây đến tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 23 đến 32 độ, độ ẩm trung bình 78 đến 85%. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Công ty cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn, Hân hạnh đồng hành thực hiện chương trình này.